À, chào các em à, hôm nay thầy trở lại với tiết học của chúng ta à, phần thứ hai của lý thuyết về đại cương kim loại thì trong cái phần lý thuyết này là thầy sẽ tiếp tục đi cho chúng ta thêm ba nội dung. Thứ nhất là ăn mòn kim loại. Thứ hai, điều chế kim loại. Và thứ ba là vấn đề về môi trường, có nghĩa là hóa học và vấn đề môi trường. Thì trong cái khoảng thời gian nó có hạn, cho nên thầy cố gắng hết sức là hướng dẫn cho các em những kiến thức cơ bản nhất để các em có thể giải quyết được những cái câu hỏi ở mức độ nhận biết hoặc là thông hiểu trong các đề thi. Còn nếu mà các em um, hệ thống thêm rồi các em mở rộng và các em sâu chuỗi kiến thức lại thì các em có thể giải quyết được những cái câu hỏi ở mức độ cao hơn. Rồi, phần đầu tiên thầy nói về sự ăn mòn kim loại. Trước tiên các em hiểu ăn mòn có nghĩa là gì? đó là cái sự phá hủy dần theo thời gian. Vậy thì sự ăn mòn kim loại là gì? Thực tế là chúng ta biết rằng là trong cái thực tế cuộc sống của chúng ta thì nói về sự ăn mòn kim loại thì nó có rất là nhiều cái yếu tố, rất là nhiều cái tác nhân. Ví dụ như tác nhân về mặt hóa học, tác nhân về mặt vật lý, tác nhân về mặt sinh học. Tuy nhiên, cái tai hại nhất và đồng thời cái ảnh hưởng to lớn nhất đó là cái sự ăn mòn kim loại do tác nhân về mặt hóa học. Về sự ăn mòn kim loại là gì? Là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh. Kết quả là kim loại nó sẽ bị mất dần tính chất. Do đâu? Đó là trong các quá trình ăn mòn thì nguyên tử kim loại bị nhường electron. Có nghĩa là các kim loại nó bị oxy hóa. Thì các em biết rằng là tùy theo cái điều kiện, tùy theo đặc điểm, tùy theo bản chất, tùy theo cơ chế thì ăn mòn kim loại có thể chia làm hai loại. Thứ nhất là ăn mòn hóa học và thứ hai là ăn mòn điện hóa học. Bây giờ thầy nói phần đầu tiên, nói về cái loại đầu tiên là ăn mòn hóa học. Thế nào là ăn mòn hóa học? là quá trình oxy hóa khử mà trong đó các electron do nguyên tử kim loại nhường ra chuyển trực tiếp cho các chất tác dụng trong môi trường. Như vậy thì cái sự ăn mòn này là nó không có phát sinh dòng điện. Cụ thể hơn là thường chúng ta sẽ gặp phổ biến đó là những trường hợp kim loại nguyên chất nó tác dụng với các chất khí ví dụ như là oxy, ví dụ như clo hoặc tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao hoặc tác dụng với dung dịch axit. Đó là những cái trường hợp thường gặp của sự ăn mòn hóa học. Thế thì ăn mòn điện hóa học là gì? Là quá trình oxy hóa khử mà trong đó các electron do các nguyên tử kim loại nhường ra chuyển từ cực âm sang cực dương. Các em để ý hai cái khái niệm này nha. Đều là các quá trình oxy hóa khử cả Tuy nhiên, ở sự ăn mòn hóa học thì electron do kim loại nhường ra chuyển trực tiếp cho các chất tác dụng trong môi trường. Trong khi đó, ở ăn mòn điện hóa học thì các electron do nguyên tử kim loại nhường ra chuyển từ cực âm sang cực dương. Và sự ăn mòn điện hóa học có phát sinh dòng điện. Rồi. Bây giờ thầy sẽ nói thêm về cái phần ăn mòn điện hóa học. Đó là cái điều kiện để có cái sự ăn mòn điện hóa học là gì? Thì cái điều kiện này nó cũng giúp ích cho các em là các em phân biệt được trường hợp nào là ăn mòn hóa học và trường hợp nào là ăn mòn điện hóa học. Có 3 điều kiện. À, trước khi thầy nói điều kiện thì thầy cũng nói thêm với các em như thế này là ăn mòn điện hóa học các em có thể uh, gọi hoặc là các em có thể viết tắt là ăn mòn điện hóa điều kiện thứ nhất là các điện cực phải khác nhau về bản chất các em biết là trong thực tế cuộc sống của chúng ta các công trình các dụng cụ các đồ vật bằng kim loại thường là không nguyên chất và hay nói cụ thể hơn đó là hợp kim vì vậy cho nên cái điều kiện đầu tiên này là các điều các điện cực phải khác nhau về bản chất thì thường gặp ở đây các em thấy đó là gì gang thép thì gang thép đây chính là hợp kim của sắt với carbon hoặc các em gặp một số các cặp kim loại như là sắt đồng sắt thiết nhôm đồng hoặc là nhôm thiết vân vân điều kiện thứ hai các điện cực tiếp xúc với nhau trực tiếp hoặc gián tiếp qua dây dẫn thay mở ngoặc có nghĩa là trong những cái trường hợp chúng ta đang sử dụng hợp kim thì hợp kim các em hiểu đơn giản đó là gì đó là cái 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 phần kim loại với kim loại hoặc là kim loại với phi kim hoặc là kim loại với hợp chất hóa học hoặc là chúng ta sẽ gặp một số trường hợp như là mạ kim loại mạ kim loại có nghĩa là một cái kim loại rồi chúng ta sẽ mạ một cái kim loại khác lên bề mặt của nó để bảo vệ hoặc là nối thanh kim loại này với thanh kim loại khác thì đó là cái trường hợp tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp qua dây dẫn. Điều kiện thứ ba là các điện cực phải cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện ly. Thầy mở ngoặc ở đây dung dịch chất điện ly trong các trường hợp như là không khí ẩm, nước biển hoặc là dung dịch axit vân vân. Các em sẽ thường gặp những cái cụm từ như sau. Ví dụ nhúng cái hộp kim đó hoặc ngâm cái hộp kim đó hoặc đặt để cái hợp kim đó ở trong cái dung dịch axit, trong nước biển, trong dung dịch à, muối hoặc là trong không khí ẩm. Có nghĩa nói chung là trong môi trường điện ly. Và như vậy thì trong cái sự ăn mòn điện hóa học này, thì các em để ý kim loại có tính khử mạnh hơn là cực âm và sẽ bị oxy hóa. Kim loại có tính khử yếu hơn hoặc phi kim là cực dương. Như vậy hay có thể nói rằng là nếu mà các em gặp cái trường hợp cái cặp giữa kim loại với phi kim thì như vậy kim loại sẽ đóng vai trò là cực âm và nó sẽ bị ăn mòn. Còn trường hợp các em gặp cái trường hợp kim loại với kim loại thì trong hai cái kim loại đó các em xem kim loại nào có tính khử mạnh hơn thì sẽ đóng vai trò là cực âm và nó sẽ bị ăn mòn trước rồi chưa các em à và một cái vấn đề nữa thầy muốn nói thêm đó là gì là trên thực tế thì trong tự nhiên có thể xảy ra đồng thời giữa cái sự ăn mòn hóa học và sự ăn mòn điện hóa Nói chung là cái sự ăn mòn kim loại bởi tác nhân hóa học nó rất là phức tạp ở trong thực tế. Về mặt lý thuyết thì chúng ta nên hiểu những cái vấn đề cơ bản là như thế. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ củng cố lý thuyết một chút xíu nha. Câu thứ nhất. Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa? Phương án A. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch axit nitric loãng. Phương án B. Đốt lá sắt trong khí clo. Phương án C, thanh nhôm nhúng vào dung dịch H2S4 loãng. Phương án D, thanh kẽm nhúng trong dung dịch đồng 2 sunfat. Các em để ý, phương án A, sợi dây bạc nhúng trong dịch axit nitric loãng thì nó chỉ xảy ra phản ứng giữa bạc với dung dịch axit nitric. Như vậy, trường hợp này gọi là ăn mòn hóa học đốt lá sắt trong khí yệt lo thì sắt tác dụng với khí yệt lo tạo ra sắt ba clo -rua. kim loại tác dụng với chất khí vì vậy cho nên trường hợp này cũng chỉ là ăn mòn hóa học thanh nhôm nhúng trong dung dịch axit sunric loãng trường hợp này nhôm là kim loại đứng trước hiro đúng không thì nhôm sẽ tác dụng với dung dịch axit sunric loãng tạo ra muối nhôm sunfat và giải phóng khí rô. Đây cũng có sự ăn mòn, nhưng chỉ là sự ăn mòn hóa học. Vậy thì rõ ràng cuối cùng, khi nhúng thanh kẽm vào dung dịch đồng hai sinh phát, thì chúng ta biết rằng kẽm có tính khử mạnh hơn đồng. Vì vậy cho nên kẽm sẽ khử ion đồng 2 cộng trong dung dịch COS4 theo cái phương trình phân tử như sau. Kẽm cộng với COS4 tạo ra zns 4 cộng Cu. Và như vậy đồng sinh ra sẽ bám lên thanh kẽm tạo một cặp điện cực. Thì trong đó là kẽm sẽ có tính khử mạnh hơn cho nên sẽ đóng vai trò là cực âm và đồng sẽ đóng vai trò là cực dương. Trong môi trường điện ly ở đây là dung dịch muối. Cho nên có sự ăn mòn điện hóa xảy ra cho nên ta chọn phương án đó là D. Tiếp tục câu thứ hai, thầy liệt kê nó nhiều hơn một chút xíu, đa dạng cái câu hỏi ra. Tiến hành các thí nghiệm sau: a. nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3; b. nhúng đinh sắt làm bằng thép carbon trong dung dịch axit loãng. C. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch coso 4 D. Quấn dây đồng vào đinh sắt rồi để trong không khí ẩm. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học là Phương án A 2, phương án B 3, phương án C 4 và phương án D 5. À, trước khi trả lời câu này thầy cũng lưu ý với các em khi các em gặp cái dạng câu hỏi mà à, ở cái tính chất liệt kê như thế này thì thì các em đầu tiên các em phải trước khi trả lời các em phải à, nhìn xem cái câu hỏi của người ta là gì thì khi các em đọc các liệt kê đó các em chọn cho nó nhanh thầy giải thích cho các em về câu hỏi này thứ nhất a à, nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FECL3. Ở cái tiết trước thầy có nói về cái dãy điện hóa kim loại, có nghĩa là thầy có nói về quy tắc alpha. Thì các em nhớ lại, theo quy tắc alpha thì chúng ta sẽ có phản ứng giữa đồng tác dụng với dung dịch mũ sắc 3. Có nghĩa là Cu cộng 2 lần Fe3 cộng tạo ra 2 lần Fe2 cộng cộng CO2 cộng hay có nghĩa là đồng tác dụng với dung dịch FeCl3 sẽ tạo thành dung dịch FeCl2 và COCl2. B. Thép carbon có nghĩa là hợp kim của sắt với carbon. Vậy thì ở đây là một cặp giữa kim loại với phi kim. Cho nên sắt sẽ đóng vai trò là cực âm và carbon sẽ đóng vai trò là cực dương. Trong dung dịch điện ly đó là dung dịch axit sulfuric loãng. Cho nên xuất hiện trường hợp ăn mòn điện hóa học. C. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch đồng 2 sunfat Xin lỗi. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch h 2 so 4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch COS4. Thì như vậy ở đây nó sẽ xảy ra phản ứng kẽm sơ khử ion CO2 cộng tạo thành kẽm 2 cộng và đồng kim loại. Thì kẽm đồng tạo thành một cặp điện cực trong môi trường điện ly cũng là H2S4 loãng. Cho nên ở đây xuất hiện hiện tượng ăn mòn điện hóa học. D. Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt thì như vậy chúng ta biết rằng là sắt có tính khử mạnh hơn đồng vì vậy cho nên ở đây nó hình thành một cặp điện cực thì trong đó sắt sẽ đóng vai trò là cực âm và đồng sẽ đóng vai trò là cực dương và trong cái môi trường điện ly ở đây là gì các em đó là không khí ẩm vì vậy cho nên ở đây cũng xuất hiện hiện tượng ăn mòn điện hóa thế thì trong câu hỏi này chúng ta chỉ có đáp án là một trường hợp ăn mòn hóa học tiếp theo thầy nói về sự chống ăn mòn kim loại thì uh, có hai cái biện pháp để mà chống ăn mòn kim loại biện pháp thứ nhất là bảo vệ bề mặt bằng cách là người ta sẽ bôi dầu mỡ hoặc người ta sơn một lớp trên bề mặt của kim loại cần được bảo vệ hoặc người ta sử dụng phương pháp mạ hoặc người ta tráng kẽm vân vân. Đó gọi là phương pháp bảo vệ bề mặt. Phương pháp thứ hai là phương pháp điện hóa. Có nghĩa là người ta sẽ sử dụng kim loại có tính khử mạnh hơn bằng cách là người ta hàn, người ta gắn cái kim loại có tính khử mạnh hơn vào cái kim loại cần được bảo vệ. Thầy lấy ví dụ như cái trường hợp ở đây là Đây là tàu đi biển Các em ha Mình gọi tắt là tàu biển đi nha Thì chúng ta thấy rằng là Phía bên ngoài cái vỏ tàu là người ta có sơn Một cái lớp sơn Thì cái đó là một là người ta Để bảo vệ Theo cái phương pháp bảo vệ bề mặt à, Tất nhiên cũng có thể là do vấn đề thẩm mỹ nữa À các em ha Nhưng mà Cái vấn đề bảo vệ bề mặt ở đây Nếu mà tàu đi biển lâu ngày Dài tháng thì chắc chắn cũng sẽ xảy ra cái sự ăn mòn. Vì vậy cho nên người ta sẽ dùng những cái tấm kẽm để người ta bảo vệ vỏ tàu biển bằng cách là người ta sẽ gắn những cái tấm kẽm này vào trong cái vỏ tàu biển phần ngâm trong nước biển. Thì các em biết rằng là như thế này. Vỏ tàu là làm bằng thép, thép có nghĩa là hợp kim của sắt và carbon. Thì lúc khi có sự ăn mòn điện hóa xảy ra, thì lúc đó là sắt sẽ đóng vai trò là cực âm kẽm sẽ đóng vai trò là cực dương và sắt nó sẽ bị oxy hóa hay có nghĩa là cái vỏ tàu nó sẽ bị ăn mòn vì vậy cho nên để bảo vệ vỏ tàu cái phần ngâm trong nước biển người ta sẽ hàng hoặc gắn những cái tấm kẽm này vào trong cái phần thân vỏ tàu phần ngâm dưới đáy biển thì chúng ta biết rằng kẽm là kim loại nó có tính khử mạnh hơn sắt vì vậy cho nên khi chúng ta gắn những cái tấm kẽm này vào trong vỏ tàu thì kẽm lúc này sẽ đóng vai trò là cực âm còn vỏ tàu nói chung sẽ đóng vai trò là cực dương vậy kẽm sẽ bị ăn mòn như vậy vỏ tàu được bảo vệ thế thì bây giờ ở đây thầy cũng cố lại bằng một cái câu hỏi số 3 cho cái sự chống ăn mòn kim hồi này nghe các em ha. À, trong thực tế không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn ở à, đây là cụ thể là người ta nói là bảo vệ kim loại sắt luôn nha các em nhé phương án a gắn đồng với kim loại sắt phương án b tráng kẽm lên bề mặt sắt phương án c phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt phương án d tráng thiết lên bề mặt sắt. Rõ ràng cái câu hỏi này nó rất là đơn giản. À, khi các em mới về nghe qua cái phân tích của thầy về cái cách chống ăn mòn kim loại này, đúng không ạ? Ở đây thầy chọn phương án là gì a? À, vì sao? Không thể sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ sắt khỏi sự ăn mòn. Có nghĩa là bây giờ thầy chọn A là bởi vì cái phương pháp này là không thể bảo vệ được nè. Vì tính khử của sắt nó mạnh hơn tính khử của đồng. Cho nên tạo thành một cái cặp điện cực giữa sắt và đồng thì lúc đó sắt sẽ bị ăn mòn. Thầy không chọn B, C, D vì sao? Đây là người ta đã sử dụng biện pháp bảo vệ bề mặt. Cho nên trường hợp này là sắt không bị ăn mòn. Rồi Đó là đã kết thúc cái phần về ăn mòn kim loại Thì sang cái nội dung thứ hai Là điều chế kim loại Nguyên tắc chung là khử ion kim loại trong các hợp chất thành nguyên tử kim loại tự do Theo cái quá trình đó là mn cộng nhận ne biến thành nguyên tử m m ở đây có nghĩa là thầy ký hiệu cho nguyên tử kim loại n là cái số electron hóa trị của kim loại đó thì trước khi đi vô cái điều chế kim loại này thì các em cũng thấy ha như vậy thì điều chế kim loại là tạo ra kim loại còn hồi nãy chúng ta cái nội dung ăn mòn kim loại có nghĩa là kim loại bị oxy hóa có nghĩa là kim loại biến thành ion dương của kim loại tiếp tục điều chế kim loại trên thực tế hiện bây giờ là có 3 phương pháp để điều chế kim loại phương pháp thứ nhất là phương pháp nhiệt luyện phương pháp thứ hai là phương pháp thủy luyện và phương pháp thứ ba là phương pháp điện phân đây thầy sẽ nói đến phương pháp đầu tiên phương pháp nhiệt luyện nhiệt có nghĩa là dùng nhiệt độ cao luyện có nghĩa là điều chế à, cụ thể là như thế này cái phương pháp này là chủ yếu là để điều chế những kim loại có tính khử trung bình ở tiết trước các em có học về cái dãy điện hóa kim loại à, thì các em biết rằng kim loại có tính khử trung bình có nghĩa là chúng ta phải kể là những kim loại đứng sau nhôm từ nhôm trở về trước thì người ta gọi là những kim loại có tính khử mạnh vì vậy cho nên phương pháp này là điều chế chủ yếu những kim loại sau như. Dùng các chất khử thông thường ví dụ như là người ta dùng carbon, carbon monoxide hoặc hero hoặc thậm chí có thể là những kim loại có tính khử mạnh khác để khử oxit của cái kim loại mà chúng ta cần điều chế ở nhiệt độ cao. Thì gọi đó là phương pháp nhiệt luyện. Thì phương pháp này là phương pháp thường chủ yếu sử dụng ở trong công nghiệp để điều chế kim loại. Phương pháp 2. Phương pháp thủy luyện. Phương pháp này chủ yếu là chúng ta thấy dùng để điều chế những kim loại có tính khử yếu, những kim loại có tính khử yếu nha, các em nhớ. Và cái phản ứng xảy ra là người ta dùng kim loại có tính khử mạnh hơn tác dụng với dung dịch muối của kim loại có tính khử yếu hơn. Có nghĩa là tác dụng với dung dịch muối của kim loại mà người ta cần điều chế thì cũng lưu ý với các em cái này là ta tuyệt đối không được dùng kim loại kiềm, có nghĩa là natri, kali, litium, vân vân. Và một số kim loại kiềm thổ như là canxi, stronti và bari. Phương pháp này không được đụng đến những kim loại này. Vì sao? rõ ràng chúng ta đã biết những kim loại này là những kim loại có tính khử rất mạnh và nó tác dụng với nước rất mạnh liệt vì vậy cho nên trong phương pháp này là không sử dụng những kim loại này kèm nhé thứ ba là phương pháp điện phân thì phương pháp điện phân có hai dạng điện phân điện phân nóng chảy và điện phân dung dịch phần này thầy sẽ nói sau bây giờ thầy củng cố cho các em trước tiên hai cái phương pháp đầu câu thứ nhất để điều chế đồng từ dung dịch COS4 có nghĩa là đồng hai sinh pháp bằng phương pháp thủy luyện người ta dùng kim loại nào sau đây a bari phương án b sắt phương án c natri và phương án d là bạc Rõ ràng các em nhìn đây có phương án A và phương án C là có natri và bari. Chắc chắn không dùng. Vì hai kim loại này nó tác dụng với nước. Phương án D là bạc. Trên dãy điện hóa bạc có tính khử yếu hơn đồng. Vì vậy bạn không thể khử ion CO2 ra khỏi dung dịch muối được Thầy không chọn phương án này Chắc chắn thầy chọn phương án B Là sắt Vì sắt có tính khử mạnh hơn đồng Cho nên sắt dễ dàng tác dụng với dung dịch COS4 Tạo thành dung dịch FES4 và đồng kim loại Câu thứ hai Câu này liên quan đến phản ứng nhiệt luyện. X là một oxit kim loại cho luồng khí CO dư qua ống xứ chứa X nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hòa tan chất rắn sau phản trong dung dịch HCl dư thấy có khí hiro thoát ra. Chất X là oxit nào sau đây? Phương án A, AL2O3. Phương án B, Fe3O4 và phương án C CO và phương án D là MGO. Theo cái kiến thức về phản nhiệt luyện các em đã được nghe hồi nãy thì bây giờ rõ ràng các em rất dễ lựa chọn cái phương án đúng cho câu này, đúng không nào? Phương án A là nhôm oxit, phương án D là magie oxit. Trong phở nhiệt luyện chỉ sử dụng để khử oxit những kim loại sâu nhờ Vì vậy cho nên hai cái này o 3 cộng CO cũng như MgO cộng CO không thể thực hiện được Có nghĩa là phở không xảy ra Như vậy thì chất rắn sau phản ứng vẫn là hai cái oxit đấy cho nên khi tác dụng với dung dịch axit loric thì chúng nó tạo thành dung dịch muối, chúng nó tạo thành dung dịch muối không có giải phóng khí tập Ta bỏ phương án A và D. Còn lại B và C. Phương án B, Fe bao 4 bị khử bởi khí CO tạo ra Fe cộng CO2. Như vậy chất rắn thu được ở đây là gì? Fe. Fe là kim loại đứng trước hiro. Vì vậy cho nên tác dụng với dung dịch HCl tạo ra dung dịch FeCl2 và giải phóng khí hiro. Còn đối với Cu, Cu cũng bị khử bởi Co để tạo thành đồng là Cu và khí Co2. Tuy nhiên, đồng là kim loại đứng sau hiro, vì vậy cho nên không thể tác dụng với dung dịch axit lauric. Vậy thì để thỏa mãn đúng cái câu này, ta phải chọn đáp án b. ok. Để cho các em có một cái sự mà 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 không nhầm lẫn khi các em phân biệt là phương pháp nào để điều chế cho những kim loại gì. Cái này là rất là thường xuyên là các em bị nhầm lẫn đây. Thì ở đây trên đây là một cái dãy các kim loại thường gặp. Cái phần thầy đóng khung đỏ đây là Hiro ha, nó không phải là kim loại các em nha nhưng mà ở đây thầy liệt kê đây là những cái dải kim loại mà chúng ta thường gặp thì ở đây thầy có cái sự phân chia như thế này kali, bari, canxi, natri, magie, nhôm là những kim loại có tính khử mạnh kẽm trở về sau là kim loại có tính khử yếu như vậy nói chung kim loại từ kẽm trở về sau chúng ta đều có thể sử dụng phương pháp điện phân dung dịch để điều chế, phương pháp nhiệt luyện để điều chế và cả phương pháp thủy luyện để điều chế cho các kim loại từ kém trở về sau. Kim loại có tính khử mạnh chỉ có một phương pháp duy nhất để điều chế nó là điện phân nóng chảy. Rõ ràng ha các em ha. Bây giờ Thầy nói thêm về cái chỗ điện phân nóng chảy để điều chế các kim loại có tính khử mạnh. Thì đặc biệt đối với can kali bari canxi natri magie thường thì người ta sẽ điện phân nóng chảy muối halogen của chúng. Mà gặp thường xuyên nhất là điện phân nóng chảy muối lò rua. Riêng nhôm thì người ta không điện phân nhôm lò rua. Lý do là bởi vì nhôm lò rua cái nhiệt độ nóng chảy rất là cao và khi đến cái nhiệt độ nóng chảy cao như thế thì nhôm loro nó có thể bị thăng hoa vì vậy cho nên người ta không sử dụng cái phương pháp này mà người ta chỉ điện phân nóng chảy để điều điện phân nóng chảy nhôm oxit để điều điều chế nhôm thầy có hai cái phương trình ví dụ ví dụ như là điện phân natri loa nóng chảy để điều chế ra natri và giải phóng khí clo à, điện phân nóng chảy nhôm oxit để tạo thành nhôm kim loại và giải phóng khí oxy. Rồi à, cung cố lại cho các em một chút xíu nữa. Câu hỏi thứ ba trong phần này. Trong công nghiệp, magie được điều chế bằng cách nào dưới đây? A. Điện phân nóng chảy magie clorua. B. Điện phân dung dịch manhê sinh sunfat. C. Cho kim loại kali vào dung dịch magie nitrat. D. Cho kim loại sắt vào dung dịch magie rùa Rõ ràng các em dựa vào cái sự mà 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 phân biệt hồi nãy á, mới vừa xong ấy là các em có thể dễ dàng xác định đó là phương án A. À, điều chế magie bằng cách điện phân nóng chảy magie rùa B. À, xin lỗi. Câu thứ tư dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là phương án a sắt đồng bạc phương án b magie kẽm đồng phương án c nhôm sắt chrome phương án d bari bạc vàng rõ ràng ta phải chọn phương án a Tiếp theo. Câu thứ 5. Phương pháp chung để điều chế các kim loại natri, canxi, nhôm trong công nghiệp là A. điện phân dung dịch B. điện phân nóng chảy C. nhiệt luyện D. thủy luyện. Natri, canxi đây là kim loại kiềm và kiềm thổ. Nhôm là kim loại có tính khử mạnh, cho nên điện phân nóng chảy là phương án đúng. Cuối cùng, câu số 6. Cái này, câu hỏi này nó có liên quan đến phẫn nhiệt luyện, rồi nó có liên quan đến cái phản ứng của, của kim loại với axit nó có hai cái cái mức mà chúng ta hiểu nha cho luồng khí hiro dư đi qua hỗn hợp bột x gồm al 2 o 3 fl 3 o 4 và co nung nóng cho đến khi phản sẽ ra hoàn toàn thu được chất rắn Y thành phần chất rắn Y gồm phương án A Fe3O4 Cu Al phương án B Fe CuO Al2O3 phương án C sắt à, Fe đấy Cu Al2O3 phương án D Fe Cu Al thì kết hợp cái um, cái nguyên tắc của cái cái điều kiện cổ phận nhiệt luyện thì các em sẽ dễ dàng là ta chọn phương án ở đây là gì. À, nhưng mà thầy cũng sẽ giải thích một chút xíu như thế này. Bây giờ FE3O4 thì bị khử bởi hero để tạo thành FE và nước. CUO cũng bị khử bởi hero để cho ra CU và nước riêng A là Heo ba thì không bị khử bởi hero. như vậy có nghĩa là sau vỡn A là Heo ba vẫn còn nguyên là A là Heo ba cho nên chất rắn Y sẽ bao gồm sắt đồng và A là o ba cho nên ta chọn phương án C như vậy thì thầy mới vừa tóm tắt cái phần lý thuyết về điều chế kim loại và đồng thời thầy củng cố cho các em bằng những cái câu hỏi trắc nghiệm nhưng mà các em để ý nãy giờ thầy chỉ củng cố cho các em ở cái câu hỏi về phản thủy luyện phản nhiệt luyện thôi bây giờ thầy nói thêm một chút xíu nữa về phần điện phân để cho các em rõ hơn có nghĩa là phương pháp điện phân thì vì thời gian thời gian có hạn như vậy cho nên là là cái điện phân này thầy không có đi sâu và đồng thời thầy không có mở rộng nhiều mà thầy chỉ nói những cái để mà giúp cho các em trả lời những cái câu hỏi ở mức độ đơn giản thôi thì nói điện phân nói chung và bao gồm điện phân nóng chảy và cả điện phân dung dịch các em ha thì trong điện phân lúc nào cũng có hai cái điện cực một điện cực âm gọi là cathode và điện cực dương thì gọi là anode điện cực cathode có nghĩa là cái điện cực nó sẽ hút ion dương và điện cực anot là điện cực nó sẽ hút những ion âm khi chúng ta điện phân một hợp chất nào đó. Tại điện cực tốt thì xảy ra quá trình nhận electron. À, theo kiến thức lớp 10 thì các em biết rồi ha, quá trình nhận e có nghĩa đó chính là quá trình khử, hay người ta gọi đó là sự khử. Tại điện cực anot thì xảy ra quá trình nhường electron, thì quá trình nhường electron gọi là quá trình oxy hóa hay còn gọi đó là sự oxy hóa. thầy lấy ví dụ như người ta hỏi như thế này, khi điện phân natri loru nóng chảy với điện cực trơ thì tại ca tốt xảy ra, xảy ra, xảy ra phương án a, sự khử ion clơ trừ Phương án B, sự oxy hóa ion C là trừ. Phương án C, sự oxy hóa ion Na cộng. Và phương án D, là sự khử ion Na cộng. Thì ở đây người ta hỏi về cathode. Cá Thì các em để ý, ở cathode là xảy ra quá trình khử hay có nghĩa là xảy ra sự khử. Vì vậy, cho nên trong câu này, phương án B và phương án C là chúng ta bỏ. À, chúng ta không chọn phương án này hai phương án này còn lại là phương án a với phương án d thì phương án a là sự khử ion c là trừ thì rõ ràng các em thấy sự khử là xảy ra ở điện cực âm mà ion c là trừ cũng là điện cực là ion âm nhưng mà không thể nào là ion c là trừ nó bị hút về điện cực ca tốt được có nghĩa là không thể nào bị hút về cực âm được vì vậy cho nên là chỉ có ion na cộng thôi vì vậy cho nên phương án đúng phải chọn ở đây là phương án d đó ca tốt thì ion na cộng sẽ nhận e để biến thành natri kim loại thì ở đây người ta gọi là xảy ra sự khử ion na cộng ở anode là cực dương là nó sẽ xảy ra cái sự oxy hóa ion cl là trừ rồi uhm, cái này đôi khi nói đi nói lại rất là nhiều lần nhưng mà đôi khi các em cũng bị rất là rất là nhiều em bị nhầm lẫn ở những cái khái niệm này về chất khử chất oxy hóa về sự khử sự oxy hóa thì uh, thầy 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 có một cái câu này nó vui để cho các em dễ nhớ nha uh, thầy lấy những cái chữ cái đầu này catot là chữ c ha anot là chữ a sự khử có nghĩa là chữ k sự oxy hóa là chữ o coi như là chữ o đi nhé À, thì có cái câu vui như thế này để cho các em về nhớ chị âm anh dương chị ở đây là thầy lấy cái chữ cờ đó là ca tốt ca tốt là điện cực âm anốt là điện cực dương thì chị khóc có nghĩa là khóc ở đây có nghĩa là cái chữ ca là chữ khử đó các em anh ôm có nghĩa là quá trình oxy hóa có nghĩa là chữ ôm ở đây có nghĩa là chữ ô là oxy hóa đấy như vậy thì có nghĩa là cực âm là ca tốt và xảy ra quá trình khử cực dương là anot là xảy ra quá trình oxy hóa chị âm anh dương chị khóc anh ôm à cái này là kem hiểu đơn giản để mà kem giải quyết những câu hỏi trong cái vấn đề điện phân chỗ này một câu hỏi tiếp theo và câu hỏi này thầy muốn nói thêm một chút xíu thôi để các em có một cái sự hiểu biết rộng hơn về giữa ăn mòn điện hóa học và điện phân. Câu hỏi như sau. Phấn điện phân dung dịch đồng hai lo rua với điện cực trơ và phản ứng ăn mòn điện hóa xảy ra khi nhúng hợp kim kẽm đồng vào dung dịch HCl có đặc điểm là Phương án A Phản ứng ở cực âm có sự tham gia của ion của ion kim loại hoặc kim loại. Phương án B, phản ứng ở cực dương đều là sự oxi hóa ion Cl-. Phương án C, đều sinh ra đồng ở cực âm. Phương án D, phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng điện. Câu hỏi này các em đọc qua thì các em thấy nó rất là phức tạp phải không các em ha? Nó rất là phức tạp à, kem à, có thể là khi cái câu này kem giải rồi nhưng mà kem một cái khoảng thời gian sau đó nữa thì lâu thì kem giải lại chưa chắc là kem có thể là kem nhớ được hết thì bây giờ ở đây thầy giải thích à, xem coi nó có có dễ hiểu hơn cho kem hay không nha bây giờ đầu tiên thầy nói về cái điện phân dung dịch đồng hai clorua à, với điện cực trơ thì trong điện phân các em nhớ là nó có hai cái điện cực là điện cực tốt và điện cực anode. Điện cực tốt tại điện cực tốt thì nó sẽ hút ion dương đó là ion CO2+ và đà tại điện cực anode sẽ hút ion âm đó là ion Cl-. Vì vậy, tại điện cực cathode xảy ra quá trình ion CO2+ nhận 2e biến thành đồng kim loại, có nghĩa là xảy ra sự khử ion CO2+. Tại điện cực anode 2 ion 2Cl- nhường 2e thành khí clo có nghĩa là xảy ra sự oxy hóa ion Cl trừ. Thứ hai, nhúng hợp kim kẽm đồng trong dung dịch axit loric thì rõ ra đây là cái hiện tượng ăn mòn điện hóa học các em nha. Và như vậy thì bây giờ cái cặp kim loại giữa kẽm và đồng thì chúng ta thấy là kẽm là kim loại có tính khử mạnh hơn đồng. Vì vậy cho nên kẽm sẽ ưu tiên nhường electron trước. Khi kẽm nhường electron thì có nghĩa là kẽm bị oxy hóa thành ion kẽm 2 cộng. Thì các electron do kẽm nhường ra sẽ di chuyển sang thanh đồng. Khi nó di chuyển sang thanh đồng như vậy có nghĩa là hồi nãy trong cái phần ăn mòn điểu học các em nhớ là nó có sự phát sinh dòng điện đúng không? Có nghĩa là nguyên nhân đó là do cái dòng di chuyển electron. Đó là do dòng di chuyển electron từ kim loại này sang kim loại kia. Thì như vậy lúc đó kẽm sẽ đóng vai trò là cực âm và đồng sẽ đóng vai trò là cực dương. thì bây giờ cực âm người ta lại gọi là anot và cực dương người ta lại gọi là cathode. tại điện cực tốt thì hai h cộng sẽ nhận hai e để biến thành khí hiro. có nghĩa là ở đây là môi trường điện ly sẽ bị oxy hóa và cụ thể ở đây là môi trường dung dịch axit loric cho nên là ion H cộng sẽ nhận E để thành khí hiro. Thế thì điện phân dung dịch là dùng dòng điện để phân hủy một hợp chất. Điện phân có nghĩa là điện là dùng dòng điện để phân hủy một hợp chất. Vì vậy cho nên điện phân là tiêu thụ dòng điện, có nghĩa là tiêu thụ điện năng. Điện phân là tiêu thụ điện năng. Còn ăn mòn điện hóa học có nghĩa là phát sinh ra dòng điện Có phát sinh ra dòng điện Thế thì bây giờ sau khi phân tích của thầy như thế này xong Thì chúng ta có thể chọn đáp án đó là gì nào Phương án A à, Phản ứng ở cực âm có sự tham gia của kim loại hoặc ion kim loại Cực âm đâu Điện phân dung dịch CO là 2 Cực âm là cathode Có sự tham gia của ion CO2 cộng Trong ăn mòn điện hóa Cực âm là anode có sự tham gia của kim loại kém rõ ràng đây là phương án đúng ta nên chọn còn phương án b phản ứng xảy ra cực dương đều là sự oxy hóa của ion sẽ là trừ rõ ràng các em thấy là là sai ha phương án c đều sinh ra đồng ở cực âm cũng không đúng luôn và phương án D, phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng điện Thì hai cái này là rõ ràng Một, một cái là tiêu thụ điện năng Một cái là phát sinh dòng điện Thì không thể nào chọn phương án D được Các em cho các em 30 giây để các em nhìn lại Hai cái cơ chế mà thầy mới vừa trình bày Các em thấy nó có cái gì khác nào Và nó có cái gì giống nào Hồi nãy thầy có cho các em một cái câu vui là chị âm anh dương. Chị khóc anh ôm. Thế thì bây giờ các em nhìn trong ăn mòn điện hóa học. Bây giờ chị không phải là âm nữa rồi mà chị là dương và anh là âm. Nhưng cả điện cực ca tốt ở điện phân và ca tốt ở ăn mòn điện hóa học đều xảy ra chung một quá trình đó là quá trình khử có nghĩa là xảy ra đều xảy ra sự khử và tương tự ở anode đều xảy ra sự oxy hóa như vậy cho nên cái câu chị khóc anh ơn vẫn luôn đúng phải không các em vẫn luôn đúng chỉ có cái điều là các em nhớ chị âm anh dương thì ở điện phân là đúng còn ăn mòn điện hóa thì các em đảo ngược cái điện cực nó lại đảo ngược nó lại một chút xíu còn chị khóc anh ôm vẫn luôn đúng ở hai quá trình à, rồi à, đó là xong cái phần giải thích cái cơ chế của điện phân và ăn mòn điện hóa học thì thầy hy vọng rằng là các em sẽ à, nắm bắt được cái phần à, trình bày của thầy à, thầy cho thêm một vài câu nữa đi ha rồi câu số 3. thép bị ăn mòn trong không khí ẩm là quá trình oxy hóa phát biểu nào không đúng khi nói về sự ăn mòn này cái này cũng lại liên quan tới điện cực các em phương án a carbon là cực dương phương án b sắt là tốt Phương án C sắt là cực âm. Phương án D gỉ sắt là Fe2O3 ngầm N nước. Cái lớp gỉ gỉ sắt ở đây có nghĩa là chúng ta thấy những cái trường hợp mà những cái đồ vật những hoặc là những công trình hay là uh, cầu đường này kia cái nọ các em thấy là nó có những cái lớp gỉ sắt bên ngoài á, nó có màu nâu đỏ đó. Thì nó chính là cái thằng Fe2O3 ngầm N nước này đây. Màu nâu đỏ ha. Thì uh, Bây giờ chúng ta thấy ở đây ta ta thấy là carbon là cực dương là đúng rồi phải không các em? Bởi vì carbon là phi kim. À sắt là kim loại thì sắt sẽ đóng vai trò là cực âm. Thế thì vậy thì sắt là cực âm là đúng. Nhưng trong ăn mòn điện hóa cực âm không phải là điện cực catot. Vì vậy cho nên cái phát biểu không đúng. Fe là catot là phát biểu không đúng. Câu thứ tư Câu thứ tư Cho các phát biểu sau Thứ nhất Cho bột đồng vào dung dịch, vào lượng dư dung dịch FECL3 thu được dung dịch chứa 3 muối Thứ hai Cho dung dịch FENO3 hai lần vào dung dịch bạc AGNO3 dư thu được kết tủa Thứ ba Điện phân dung dịch COCL2 thu được đồng ở anode Thứ tư các kim loại kali, bari, natri tác dụng mạnh với nước. Thứ ba, kim loại nhôm tan trong dung dịch HNO3 đậm đặc nguội. Thứ sáu, sắt tác dụng với lượng dư clo hoặc là lượng dư dung dịch HCl đều tạo ra cùng một loại muối. Số phát biểu đúng là Ở đây người ta đòi hỏi là chúng ta thấy có 6 phát biểu thì người ta hỏi chúng ta có bao nhiêu cái phát biểu đúng. Thì ở đây là Uh, cái câu hỏi này nó cũng là cái câu hỏi để mà kết thúc cái phần kiến thức mà 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 ở cái tiết trước và đồng thời cả cái tiết này mà thầy nói cho các em từ đầu giờ tới bây giờ. Uh, thầy chọn phương án B, có nghĩa là nó có ba cái phát biểu đúng. Giải thích như sau. Thứ nhất <laughs> là khi mà cho đồng vào cái lượng dư dung dịch FeCl3 thì theo quy tắc alpha chúng ta biết là nó sẽ xảy ra phản ứng giữa hai cặp oxy hóa khử là CO2+ cộng trên Cu CO và Fe3+ cộng trên Fe2+. Ờ à, có nghĩa là phản ứng sẽ là ừ um, Cu cộng 2 lần FeCl3 tạo ra 2 lần FeCl2 cộng CuCl2. Và do người ta dùng dư dung dịch FeCl3, vì vậy cho nên dung dịch thu được chứa 3 muối là FeCl2, FeCl3 dư và CuCl2, cho nên phát biểu này là đúng. Phát biểu 2 thì cũng theo quy tắc alpha thì các em thấy rằng ở đây nó sẽ có sự uh, xảy ra phản ứng giữa hai cặp oxy quá khử là Fe3 cộng trên Fe2 cộng và Ag cộng trên Ag. Có nghĩa là phản ứng Fe nộ 3 hai lần cộng Ag nộ 3 tạo ra Fe nổ 3 ba lần cộng Ag kết tủa. Vậy phát biểu thứ hai cũng đúng. Phát biểu thứ ba Người ta nói rằng điện phân dung dịch đồng 2 clorua thu được đồng ở anode thì rõ ràng các em thấy là trong cái cơ chế điện phân thì đồng lại thu được ở cathode chứ không phải là ở anode. Phát biểu thứ tư, kali natri là kim loại kiềm, bari là kim loại kiềm thỏ, vì vậy cho nên những kim loại này phản mạnh liệt với nước. Như vậy, đây cũng là một phát biểu đúng. Thứ năm, nhôm, các em nhớ Nhôm, sắt, rơ ba kim loại này thụ động hoàn toàn trong dung dịch axit nitric đậm đặc nguội cũng như là axit sulfuric đậm đặc nguội, đó là thầy nhắc thêm cho các em nhớ. Như vậy cho nên phát biểu này không đúng. Thứ sáu. Sắt tác dụng với clo thì sẽ tạo ra sắt ba clorua. Còn sắt tác dụng với dung dịch axit cloric thì tạo ra sắt hai clorua. Vì vậy cho nên phát biểu này không đúng vì ở đây nó tạo ra hai loại muối chứ không phải là một loại muối. Rồi, xong cái phần nội dung thứ hai. Và nội dung cuối cùng của tiết ngày hôm nay là hóa học với vấn đề môi trường. Các em biết vấn đề môi trường nó là một cái vấn đề không phải Việt Nam ta mà tất cả các nước trên thế giới đều hết sức quan tâm là một trong những cái mối quan tâm hàng đầu của tất tất cả các nước trên thế giới. Vấn đề môi trường ở đây là gì? Đó là sự ô nhiễm môi trường. Đó là sự ô nhiễm môi trường. Thế thì sự ô nhiễm môi trường là gì? Sự ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường vi phạm tiêu chuẩn môi trường sự ô nhiễm môi trường có thể xảy ra ô nhiễm môi trường không khí ô nhiễm môi trường nước và ô nhiễm môi trường đất thế thì nguyên nhân vì sao gây nên sự ô nhiễm môi trường theo thống kê thì người ta nói có hai cái nguyên nhân chính thứ nhất là nguyên nhân là do cái nguồn ô nhiễm do thiên nhiên đó là những hoạt động núi lửa, đó là thiên tai, đó là bão, lũ lụt vân vân. Và nguyên nhân thứ hai là do hoạt động của con người. Ví dụ như là trong các quá trình sản xuất như là sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, tham gia giao thông, rồi đốt rác thải, rồi đun nấu vân vân và vân vân. Đó là hai cái nguồn mà gây nên ô nhiễm môi trường. thầy đi vào từng cái trường hợp một thứ nhất là ô nhiễm môi trường không khí tác nhân tác hại và chống ô nhiễm môi trường ô nhiễm môi trường không khí tác nhân để mà gây ô nhiễm ở đây là gồm các khí như là carbon monoxide CO carbon dioxide CO2 lưu hình dioxide SO2 hydrofluor H2S NOx có nghĩa là các oxit của nitơ. CFC, chlorofluorocarbon hoặc là các chất bụi. Tác hại của cái sự ô nhiễm môi trường không khí ở đây là nó gây nên những cái hiện tượng như là hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ozone, tạo ra mưa axit, gây bệnh tật hoặc có thể là gây tử vong. Thì um, thầy thông tin thêm cho các em chút xíu chỗ này. Đây là tỷ lệ và vai trò của các khí gây hiệu ứng nhà kính Thì các em thấy trên cái uh, sơ đồ, uh, trên cái biểu đồ phân chia này Thì khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính cái tỷ lệ nó chiếm tới 47% Kế đến là CFC Kế đến là CH4 là khí metan Rồi NO2, rồi ozone O3 như vậy thì chúng ta có thể kết luận CO2 là cái khí là nguyên nhân chính gây nên cái hiệu ứng nhà kính ô nhiễm môi trường nước tác nhân các ion của kim loại nặng à, thầy lấy ví dụ như là ion trì ion thủy ngân hoặc đặc biệt là ion rất là độc hại đó là asen vân vân các a nhông nổ ba trừ Bo bốn ba trừ S trừ thuốc bảo vệ thực vật hoặc là quá trình sử dụng các loại phân bón hóa học. Và tác hại của cái sự ô nhiễm môi trường nước là gây hại đến sự sinh trưởng, phát triển của động thực vật, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Thứ ba, ô nhiễm môi trường đất tác nhân tạo ra từ thác từ chất thải nông nghiệp, sử dụng phân bón hóa học, chất bảo vệ thực vật hoặc là những cái chất kích thích sự sinh trưởng của thực vật vân vân chất thải trong sinh hoạt và tác hại của ô nhiễm môi trường đất là gây ra những cái tổn hại to lớn trong đời sống và sản xuất của con người chống ô nhiễm môi trường thì thường là người ta sẽ sử dụng hai cái phương pháp hai phương pháp chính đó là phương pháp hấp thụ và phương pháp oxy hóa khử rồi, thầy à, cho các em tham khảo thêm một cái à, một cái ý nữa, đó là đây là thầy lấy cái nguồn từ tạp chí môi trường à, chuyên số chuyên đề tiếng Việt 4 năm 2018. Tỷ lệ lưu lượng nước thải theo lĩnh vực. Ở đây à, các em quan sát thì trong đây chúng ta thấy cái tỷ lệ nước thải à, của NTNTs à, à, có nghĩa là nuôi trồng thủy sản đó các em là nó chiếm 39% gần 39% rồi cái màu xanh này là sinh hoạt đó là sinh hoạt nó chiếm khoảng 31% lượng nước thải rồi đến à, trồng trọt có nghĩa là trong sản xuất nông nghiệp á, thì nó chiếm khoảng 16% trong công nghiệp là chiếm khoảng 12% và trong chăn nuôi là chiếm khoảng 2%. Đó là cái lượng nước thải theo các lĩnh vực mà thầy tham khảo và đồng thời thầy thầy giới thiệu cho các em. Rồi, bây giờ thầy sẽ củng cố lại cho chúng ta cái phần ô nhiễm môi trường này. Thì nói chung là những câu này nó cũng rất là đơn giản, nó không có khó ha. À, câu thứ nhất, khí nào sau đây là nguyên nhân gây nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính? phương án A NO2, phương án B CO2, phương án C SO2 và phương án D CH4. Chắc chắn nghe phân tích nãy giờ các em chọn phương án gì? B. Đúng không ạ? Câu số 2. Tất nhân chủ yếu gây mưa axit là A CO và CH4. B CH4 và NH3. C SO2 và NO2. D CO và CO2. Hay chọn phương án C. Câu số 3. Một mẫu khí thải được sụp vào dung dịch COS4 thấy xuất hiện cái tụ màu đen. Hiện tượng này do chất nào có trong khí thải gây ra? Phương án A H2S, phương án B NO2, phương án C SO2, phương án D CO2. Đó là A khi H2S. Vì COS4 cộng với H2S mũi tên COS kết tủa màu đen cộng H2S4 Có nghĩa là khí hero tác dụng với dung dịch đồng 2 sulfate Nó sẽ tạo thành kết tủa màu đen COS Đây là kết tủa màu đen à, Các em lưu ý là cái phản ứng này là kim loại tác dụng với muối Để cho ra muối mới và kim loại mới À xin lỗi à, Dung dịch muối tác dụng với axit cho ra muối mới và axit mới thì các em để ý là axit sulfuric là axit yếu nhưng mà à, phẫn này là trường hợp đặc biệt vì COS là cái kết tụ này nó rất là bền các em. Ngoài COS ra thì nó còn có BBS là chì sinh nó cũng là kết tụ bền. Câu thứ tư. Thí nghiệm với dung dịch axit nitric thường sinh ra khí nọ khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng cách nào hiệu quả nhất? Phương án à, A, bông khô. Phương án B, bông có tẩm nước. Bông ở đây có nghĩa là bông, cái dạng bông y tế đó các em. Phương án C, bông có tẩm nước vôi. Phương án D, bông có tẩm giấm ăn. Các em để ý người ta hỏi cách nào hiệu quả nhất. À, hiệu quả nhất có nghĩa là hạn chế đến mức tối đa khí anh nậu hay thoát ra ngoài không khí. Thì ta chọn phương án C, vì nước vôi có nghĩa là dung dịch canxi hydroxide. Đây là dung dịch rất phổ biến, rẻ tiền và đồng thời dung dịch này nó có tính kiềm, vì vậy cho nên nó sẽ hấp thụ khí NO2 rất hiệu quả. Câu thứ năm. Câu này nó lại liên quan đến cái vấn đề là hóa học với sức khỏe, nhưng mà các em biết rằng là cái người hút thuốc lá là bị nguy hiểm nhưng mà cái người mà hít phải cái khối thuốc lá do cái do cái người hút nhả ra thì đó là người ta gọi là những cái người mà, mà 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 bị động thì cái ảnh hưởng nó cũng rất là lớn phải không nè thì thì cái câu hỏi này là thầy cũng muốn nhắn nhủ với các em nhiều điều trong lứa tuổi chúng ta thì nhất thiết là chúng ta không nên sử dụng những cái loại chất gây nghiện là một cái thứ hai là những cái chất mà có thể thải ra những cái 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 độc hại cho sức khỏe của mình những người nghiện thuốc lá thường mắc bệnh ung thư phổi và những cái ung thư khác. Chất độc hại gây ra bệnh ung thư có nhiều trong thuốc lá là. Câu hỏi này thì chắc chắn là các em có có biết, các em có biết. Phương án A, Caffeine Phương án B, morphin. Phương án C, ethanol. Phương án D, nicotine. Chắc chắn là các em chọn phương án D. À, trùng với của thầy. Câu số 6. Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu để sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường? Phương án A: xăng dầu, phương án B: khí butan, phương án C: than đá, phương án D: khí hydro. Các em để ý ở đây người ta hỏi nhiên liệu sạch các em nhé, để thay thế những cái loại nhiên liệu đã và đang sử dụng nó có cái nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất là lớn. À nên xăng à, dầu là có rồi. Đó là khi chúng ta tham gia giao thông, chúng ta sử dụng các loại phương tiện di chuyển là chúng ta có sử dụng xăng dầu thì sẽ cái khí thải của nó là gây ô nhiễm môi trường, đúng à không ạ? Và như vậy cho nên trong cái bốn phương án này thì cái nhiên liệu sạch mà thầy cần muốn nó đến đó chính là Hero Và câu cuối cùng cho kết thúc tiết học ngày hôm nay câu thứ bảy cho các phát biểu sau A. À, để xử lý thủy ngân rơi vải người ta có thể dùng bột lưu hình câu này à, ở tiết trước các em đã nghe rồi phương án b à, xin lỗi phát biểu b khí thoát ra khí thoát vào khi thoát vào khí quyển ferron phá hủy tầng ozone phát biểu c trong khí quyển nồng độ CO2 vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính. Phát biểu D. Trong khí quyển nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện gây ra hiện tượng mưa axit. Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là câu này thầy nghĩ là chưa cần đến 5 giây là các em có thể đáp án được không Nhưng mà các em có thể có kiến thức các em đọc qua sách báo rồi các em xem trên các phương tiện truyền thông rồi bạn phải các em vừa nghe xong thầy hướng dẫn hệ thống cái kiến thức lại thì các em chọn ngay chắc chắn cả bốn phát biểu này đều là phát biểu đúng. Rồi. tứ học của chúng ta hôm nay đến lại là, là hết. Uh, thầy uh, chúc các em uh, tiếp thu được tốt và thì chúc các em có một cái hệ thống kiến thức cơ bản nhất để các em đáp ứng cho các kỳ thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2020 sắp tới. À, chúc các em thành công. À, xin chào các em.